Phú Quốc United Center có tổng diện tích 1.044 ha với vốn đầu tư 66.000 tỷ đồng, sở hữu hàng nghìn hạng mục vui chơi giải trí. Hệ sinh thái nghỉ dưỡng như chuỗi Vinpearl Resort Villa và Vinpearl Discovery gồm 1.002 căn biệt thự nghỉ dưỡng siêu sang chuẩn 5 sao, sân golf Vinpearl 18 hố chuẩn quốc tế. Vinpearl Safari, vườn thú bán hoang dã duy nhất tại Việt Nam xây dựng theo mô hình Safari thế giới và là một trong những công viên bảo tồn động vật bán hoang dã lớn nhất châu Á. Với hơn 4.000 cá thể động vật từ gần 200 loài ở khắp các vùng địa sinh học trên thế giới và mô hình tham quan độc đáo, Vinpearl Safari Phú Quốc đã trở thành điểm nhất định phải đến trên bản đồ du lịch Phú Quốc ngay sau khi khai trương năm 2015. Đây cũng là nơi duy nhất tại Việt Nam, du khách có cơ hội tìm kiếm vận may tại sòng bài 5 sao đầu tiên mở cửa cho người Việt. Với 1.000 máy và 100 bàn chơi chuyên nghiệp, tích hợp nhà hát 600 chỗ, Corona Casino sánh ngang các sòng bài nổi tiếng trên thế giới. Điểm đến hấp dẫn của người sành ẩm thực tại Phú Quốc United Center là trung tâm hội nghị ẩm thực Anmart, nơi quy tụ những đầu bếp nổi tiếng trên thế giới. Nơi đây còn được trang bị bệnh viện quốc tế Vinmec với quy mô 200 giường và trong tương lai là hệ thống trường quốc tế liên cấp Vinschool. Mảnh ghép quan trọng của Phú Quốc United Center là VinWonders, công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam, quy mô hàng đầu châu Á. Có diện tích 52 hectare, gồm 6 phân khu, 12 chủ đề và hơn 120 trò chơi lấy cảm hứng từ các nền văn minh nổi tiếng, các câu chuyện cổ tích, giai thoại thế giới, tạo nên những trải nghiệm mới lạ đầy cuốn hút, mang tính giải trí, giáo dục và nghệ thuật cao. Sở hữu một trong năm thủy cung lớn nhất thế giới và đường tàu lượn tốc độ nhanh nhất Đông Nam Á, VinWonders thu hút lượng khách khổng lồ ngay khi đi vào hoạt động, trở thành tâm điểm giao thương đảo ngọc. Với quy mô 85 hectare, Grand Gu được ví như trái tim không ngủ của Phú Quốc United Center, là mô hình kinh doanh, giải trí 24/7 tiên phong tại Việt Nam. Grand Gu mang đến không gian mua sắm giải trí lễ hội văn hóa ẩm thực sầm uất, tái hiện nhịp sống sôi động của các thành phố không ngủ trên thế giới. Tại Grand Gu Phú Quốc, du khách có cơ hội thưởng lãm công nghệ giải trí đỉnh cao với show diễn thực cảnh đa phương tiện sắc màu Venice, khám phá công trình huyền thoại tre, làm từ 32.000 ngọn tre, tham quan bảo tàng gấu Tét Đi, điểm đến thu hút hàng triệu du khách trẻ tuổi. Đặc biệt, bạn có thể chu du trên kênh đào mang màu sắc Venice diễm lệ, ngắm tháp đồng hồ Venice cổ kính, thả mình vào quảng trường biển rộng 19.500m2 hay chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật độc đáo tại công viên nghệ thuật đương đại Urban Park. Dãy phố mua sắm Shanghai, Indo 9, Malacca tất cả đều hoạt động suốt 24/7. 365 ngày trong năm tạo nên vòng quay náo nhiệt và không gian hội hè bất tận. Ba sản phẩm chủ lực của Grand Gu gồm hơn 1.000 căn shop thương mại, 12 tòa căn hộ nghỉ dưỡng và 198 boutique hotel. Với lượng khách tăng không ngừng, các sản phẩm đầu tư tại đây mang tiềm năng sinh lời không giới hạn, thu hút các nhà đầu tư bất động sản. Mô hình thành phố không ngủ tại Phú Quốc United Center không chỉ đặt nền móng cho định hướng phát triển kinh tế đêm của Việt Nam, mà còn đưa Việt Nam trở thành điểm đến quốc tế mới trên bản đồ du lịch thế giới. Phú Quốc United Center hứa hẹn vượt xa tầm vóc của một quần thể giải trí đơn thuần, trở thành siêu phẩm nghỉ dưỡng, kinh doanh, đầu tư hấp dẫn tại Việt Nam. Công ty cổ phần đầu tư và môi giới bất động sản Alpha, đối tác chiến lược của tập đoàn Vingroup, phân phối trực tiếp các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng tại siêu quần thể Phú Quốc United Center. Liên hệ hotline 0901 667 555 để được tư vấn đầu tư hiệu quả.